Chào mừng tất cả mọi người đã và đang theo dõi kênh YouTube Điều Độc Đáo của Trang Chiến. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mô phỏng logo Simon trên phần mềm mô phỏng Casimo version 4.0 nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái file ứng dụng, vào download. Ở đây mình đã giải nén ra sẵn Casimo. Các bạn thấy cái folder như này, mình nhấp vào và đây là cái ứng dụng Casimo. Mình chỉ việc nhấp vào và các bạn nhớ là khi mà vào chương trình thì chúng ta phải có cái password nha, nó phải điền password vô mới sử dụng được. Rồi bây giờ nó đòi cái password. Password là 4962. 4962. Ok. Bây giờ mình phóng to nữa. Zoom lên. Mình zoom nó lên nhé. Mình sẽ kéo xem này. Ok, sau khi zoom lên thì chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu với một cái hàm logic đơn giản. Đây thì mình vẽ một cái hàm logic đơn giản, thì mình sẽ chọn là cái hình là logic. Thì cụ thể là mình sẽ lấy cái logic là O, hàm O và hàm set reset nha. Đây hàm O. Tục phải đó. Set reset. Tục phải đó. Bây giờ mình lấy cái ngõ vào, ngõ vào Y. Mình sẽ là cho ba ngõ vào Y. 1 và ngõ ra quy, mình cho một cái ngõ ra quy. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối nha, chọn vào cap and connection màu xanh đi, mình chỉ việc kéo kết nối thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đặt tên nha. Chúng ta phải đặt tên cho nó đúng rồi. Đây ví dụ mình đặt là i1, i1 enter. Tiếp theo là i2, i2 enter. Tiếp theo là i3. Tiếp theo là i3 nha. Mình đặt cho mình dễ nhớ thôi. Còn cái quy này thì mình cũng có thể đặt. Mình đặt quy 1 luôn. Ok, cái khối này chúng ta cũng có thể đặt tên nha. Tuy nhiên này mình không đặt. Để luôn cũng được. Rồi mình nhấp cho nó chạy thử cái mũi tên màu xanh. Rồi chúng ta tác động i1 xem sao. Bạn thấy là quy 1 hoạt động. Dừng là i3, tác động i2, i1 đồng, dừng là i3. Ok, bây giờ mình sẽ stop đi nha. Stop đi. Ở phần này là chúng ta đã hoàn thành cái phần logic. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái logo ra chúng ta kết nối nha. Các bạn sẽ vào phần io, chọn logo và lôi nó ra thôi. Phải thoát. Thì đối với cái logo này thì B1, B2 là cái nguồn vào. Nguồn vào là LN, tức là 220V. I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 là cái ngõ vào.
Nhưng cụ thể đây là I1, I2, I3 là sẽ là ba cái nút nhấn mở nha. Và Q1 chúng ta sẽ là cái ngõ ra, Q1, Q2, Q3, Q4 là bốn cái ngõ ra. Ở đây mình dùng ngõ ra Q1, cho nên ở Q1 này mình sẽ kết nối thêm một cái đèn ha. Thì cái đèn mình có thể lấy ở trên đây, mình sẽ thể dùng cái đèn nhấp nháy nha. Dùng cái đèn nhấp nháy thì mình để cái đèn sẵn ở đây. Thì cái đèn này chúng ta có thể đặt tên nó là Q1. Tên nó là Q1. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái nguồn ra. Chúng ta vào đây chọn N. Tiếp theo là N. Tiếp theo là ba cái nút nhấn mở. Ba nút. Ok. Thì mình sẽ kết nối trước cái phần này. Các bạn vào chọn, mình chọn kết nối màu đỏ này. Đây mình kết nối xuống B1. Chỉ kéo xuống tới đây là được rồi, B2. À. Rồi kết nối xuống I1. I1. Kết nối xuống I2 và kết nối xuống I3. Và chúng ta sẽ kết nối các cái trên của cái nút nhấn này và vào với nhau ha. Và vào L. Tất cả vào L ha. Ok. Thì từ cái L này mình cũng kết nối xuống xuống cái Q luôn nha. Cái ngõ ra Q đây. Ngõ ra Q đây thì mình sẽ kết nối vào cái Q này. Kết nối như thế này ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ kết nối từ đây. Mà kết nối từ đây ha. Vào cái đèn. Vào cái đèn này. Rồi. Và từ phía sau đèn mình sẽ kết nối vào cái N ha. Mình kéo lên. Nối vào N nha. Kết nối vào N. Ok. Thì mình sẽ đặt tên cái S này là I1, I2, I3. I1, Enter. Rồi I2. I2, Enter. Cuối cùng là I3 nha. Cuối cùng là I3, Enter. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho nó nhỏ lại cho các bạn dễ xem nè. Đây, giờ mình sẽ cho nó chạy ha, nhấn mũi tên màu xanh. Bây giờ mình sẽ, các bạn thấy là cái màn hình nè, nó hiển thị lên I1, I2 và Q, tức là cái kết nối này là ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho chạy trên cái lô logic thử. Đây, I1, các bạn thấy là đèn Q1 sáng nhấp nháy và tắt là I3. Tương tự thì I2 sẽ chạy và I3 sẽ tắt. Thì chúng ta cũng có thể nhấn ở trên I1, nhấn nha. I1. Bạn thấy ngõ Q có màu đen. À, tức là nó đang hoạt động ha. Nó cũng tương tự như thực tế thôi. Thì cái này rất là trực quan luôn. Ok thì mình sẽ nhấn I3 nha. Là tắt. Tương tự thì mình mở I2 nè. Là Q1 hoạt động và I3 là tắt. Ok, thì ở đây chính là một cái video đơn giản sử dụng cái logic cho các bạn cái hàm logic cho các bạn xem trên con logo Xeon ha. Thì hứa hẹn là sẽ làm nhiều cái video thực tế và hay hơn nữa. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần tới nha.